Thì thầy sử dụng hình elip, thầy vẽ hình đầu tiên, hình tròn đầu tiên ha. À, trong quá trình vẽ chúng ta nhấn phím vừa ship ship vào tròn nè, sau đó nhấn thêm phím spacebar nữa để di chuyển hình luôn. À, ha, di chuyển hình thế nào cũng được. À, phím spacebar phím cách nè. À, ok, xong hình đầu tiên. Sau đó chúng ta sẽ vẽ cái hình bên trong. Thì đầu tiên là chúng ta vẽ hình hình chữ nhật trước nè. À, như vậy nó là chữ nhật, chúng ta vẽ từ tâm vẽ ra nè. Nhấn phím Alt là vẽ từ tâm ra. À, bề rộng nó cũng khoảng như đây, thì cái này ta tự do cho thoải mái thôi, không có bắt buộc gì cả. Và chúng ta sẽ cho nó màu trắng. À, cho nó màu trắng. À, và dời xuống dưới, dời xuống dưới đó, thì do nó là màu trắng á, cho nên là nó đã trùng với lại cái màu nâu rồi, cho nên là chúng ta vẽ xong là nó ra luôn. À, sau đó copy cái này sang bên bên trái. À, để copy thì chúng ta nhấn chữ Alt, bước một chọn đối tượng, bước hai nhấn Alt, nhấp chữ Alt cho nó kéo ra bên trái ha, thì nó sẽ thẳng hàng ra bên trái này. À, căn ở đây, sau đó chúng ta thu nhỏ cái hình chữ nhật lên thành hình vuông này, dừng lại. Đó. Sau đó chúng ta lật sang bên phải, thì chúng ta có thể copy qua luôn cũng được, nhấn Alt copy qua luôn. Mà copy qua thì có thể là nó không có đối xứng qua, nó không có đều, cho nên chúng ta có thể dùng phương án là để đối xứng Ctrl C, Ctrl F đã, là copy chéo tại chỗ đã, sau đó dùng lệnh Reflect, lệnh Reflect Tool, công cụ lấy đối xứng, kết hai điểm, điểm một ở tâm đây, điểm hai ở đây. Đó, miễn sao hai điểm nó nằm trên cái trục lật sang bên đây thì chắc chắn là nó sẽ đối xứng với nhau rất là đẹp. Đó. Và cuối cùng nữa là vẽ hình tròn, chúng ta dùng công cụ hình elip vẽ hình tròn, nhấn Shift Alt Shift vẽ hình tròn đây, vẽ xong rồi chúng ta từ từ dời lên cho nó nằm trên cao trên đây một xíu, đó là thành công. Và sau khi vẽ xong chọn hết tất cả chuột phải rút làm một nhóm nữa là thành công. Đó. Rồi sẵn tiện thì vẽ luôn hình kế tiếp luôn, thì đây là hình hình chữ nhật. Chúng ta vẽ ra một cái ship cho nó hình vuông trước nè, ship hình vuông trước, rồi chúng ta vẽ xong cái đầu tiên. Rồi, cho nó màu 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 xanh đi. Đó, sau khi vẽ xong rồi chúng ta sẽ xoay 90 độ, xoay 45 độ cho nó nghiêng đi đã, nghiêng như đã như thế này đó. Rồi xong cái đầu tiên rồi, bên trong nó là hình tròn thì chúng ta vẽ hình hình tròn, hình ellipse, vẽ hình tròn, nhấn Shift Alt hình tròn. À, thì mình kê gần gần đây thôi, không cần chính xác tuyệt đối. À, gần ngay vị trí này là được rồi, do là nó bắt vô mấy cái điểm lân cận á, cho nên nó dễ bị dính dính những điểm lân cận nè, cho nên là vẽ cái này nha, chúng ta giờ đi chỗ khác đi, giờ chỗ này sẽ xa ra, nó vướng mấy cái đối tượng này nè, nó cứ bắt bắt mơ mấy này nè. À, cho nên là mình để ngoài này mình vẽ đi, là không thấy cái đề. À, giờ xuống đây vẽ nè. À, giờ xuống đây vẽ. Ok, à, vẽ lại hình tròn. Alt Shift. À, đó mình canh ở đây. Ủa sao nó không đều ta? Khoan. Cái thầy vẽ lại hình hình vuông mới nha. À, vẽ lại hình hình vuông mới, hình chữ nhật rectangular nè. Nhấn Shift cho nó vuông nè. Đó, sau nó xoay 4 xoay 4 45 độ. Rồi, sau đó vẽ hình, hình tròn, hình elip, tâm nó là đây. Những Alt Shift. Đó, nó phải đều bốn bốn góc luôn. Đó, về tô nó màu trắng. Nó màu trắng. Đó, như vậy chúng ta xong được cái đầu tiên. Rồi. À, sau đó thì cái này thì cho nó màu vàng đi cho nó nổi thôi. Đó. Vàng hồng đi. À, không, nếu mà xám thì nó nổi lên màu cam. Ok. Rồi, sau đó trong đó là hình một hình vuông khác. Một hình vuông khác chúng ta dùng lệnh hình rectangular, chúng ta vẽ từ tâm chúng ta vẽ ra, nhấn Alt Shift. Shift là hình vuông, còn Alt là để nó đồng tâm. Chúng ta để nghe tiếng ngay đây. Đó. Sau đó bên trong nữa là hình vuông khác thì chúng ta mượn chính cái này nè, cái can đang có sẵn á, Ctrl C, Ctrl F. Copy dán tại chỗ, sau đó Shift Alt thu nhỏ vô. Mình đặt đúng vị trí này. Đó. Rồi chúng ta tô nó màu trắng, tô nó màu trắng, nhưng mà tô màu trắng rồi vẫn không thấy nó thì chúng ta phải mang nó lên trên cao. Hiện tại nó đang nằm ở dưới hình vuông á, cho nên chúng ta phải bây giờ lên trên cao. Thì bây giờ lên trên cao chúng ta vô Object, Range, Print to Front, phím tắt của nó là Ctrl Shift đóng ngoặc vuông, Object, Range, Print to Front ha.
là men lên trên cao, còn phép tắc của nó là control shift mở ngoặc đóng ngoặc vuông là nó lên trên cao thì nó sẽ xuất hiện nó lõi ra. Sau đó tiếp tục là hình vuông thì chính là thế này này, control C, control F chúng ta cũng thu nhỏ vô ha. Rồi chúng ta sẽ tô cho nó cái màu, tô cho nó màu màu cam đó, và nó lên control shift đóng ngoặc vuông cho nó lên trên cao đó. Và cuối cùng là hình tròn, cái cùng hình tròn thì chúng ta tự vẽ được rồi. Đây vẽ hình ellipse mới, ellipse mới tâm của nó là ngay đây. À, những anh ship tự với hình tròn mới và tự cho nó màu trắng luôn là xong. Đó, đó xong hết cho hết tất cả và chúng ta rút lại nhóm nữa là xong. Đó, xin mời lúc mình vẽ thêm hai hình, hai hình cuối cùng của cái trang này. Rồi sau đó luôn luôn.